Công nhiệm xin chào các bạn đang theo dõi video trên kênh ITB Club Channel. Thì đây là bản thu video của công nhiệm về nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, view về một vài những cái thông tin của thị trường cũng như là những cái cổ phiếu có tín hiệu cảnh báo về chiều mua bán ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Những cái cổ phiếu mà công nhiệm đánh giá là tiềm năng có thể xem xét đầu tư ở trong giai đoạn này. Thì trước tiên là đi vào thị trường chung ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay với chỉ số VN-Index thì trong hôm nay thị trường chung thì có giảm điểm và ở đây thì giảm đâu đấy là khoảng đâu đấy tầm 12,96 điểm với phiên giao dịch ngày hôm nay. thêm một phiên giao dịch mà trong giai đoạn vừa qua thị trường sau khi trải qua một thời gian tăng điểm khá là dài từ quanh những cái vùng mà có những cái tín hiệu điểm mua, thị trường vượt qua những cái vùng 1.154 điểm, 1, 1.054 điểm là có điểm mua để đến hiện tại là cái lến mà có những cái tín hiệu giảm nhiều nhất ở trong cái giai đoạn tăng giá thì với những cái tín hiệu này khiến cho nhà đầu tư lo lắng và sau một cái khoảng thời gian đều có lợi nhuận thì ở đây là gọi là giảm điểm mà khiến nhà đầu tư bán ra với cổ phiếu cũng khá là nhiều nhưng mà ở đây với thanh khoản giao dịch hôm nay thì cũng không lớn nên là với cái điều với một cái phiên giảm điểm này thì công nhận thấy là có thể trong ngày mai thị trường có thể vẫn tiếp tục là có chiều hướng giảm điểm và với thị trường thì nó xảy ra những cái hiện tượng là hút giá trong ngắn hạn thì trong ngắn hạn hút giá thì với cái mục tiêu hút giá giảm thì nó rơi về quanh những cái vùng 1118 điểm thì hiện tại thì thị trường đang giảm về đóng nến là quanh những cái vùng 1125.39 điểm thì đến ngày mai thì có thể là tiếp tục giảm thêm ở trong phiên giao dịch buổi sáng để sau khi giảm về quanh những cái vùng 1118 điểm thì sau đó có thể là hồi phục lên và khi hồi phục lên thì có thể là coi như là cái điều chỉnh có thể tạm thời kết thúc Thế còn trường hợp mà nó lại giảm điểm xuống dưới cả những cái vùng giá 1118 điểm thì đó là những cái tín hiệu mà cũng không thực sự là tốt với thị trường ở trong ngắn hạn để có thể khiến cho thị trường giảm thêm. Thì cái này phiên ngày hôm sau thì chúng ta còn phải tiếp tục quan sát để có cái đánh giá thêm. Thế còn ở đây để công nghiệp quan sát thấy những cái tín hiệu hiện tại của thị trường, thanh khoản giao dịch và với những cái nhóm cổ phiếu cộng thêm cả những cái tín hiệu ở trong những cái đồ thị ngắn hạn nữa. Thì ở đây công nghiệm thấy là với thị trường thì cũng vẫn đang duy trì được những cái tín hiệu ở trong trạng thái tích cực cũng chưa có gì xấu cả thì bây giờ nhất là nó phải xuống dưới 1118 điểm thì lúc đó là mới có những cái tín hiệu xấu thì ở đây là giai đoạn này chúng ta vẫn chú ý đến những cái cổ phiếu mà trong tài khoản chúng ta đang nắm giữ là nhiều hơn bởi vì thị trường chung thì nó là tổng hòa của tất cả rất nhiều những cái cổ phiếu thế bản thân những cái cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ mới là quan trọng thì trước tiên là công nhận sẽ view vào những cái thông tin cơ bản đã sau đó thì một lát nữa sẽ view vào với những cái cổ phiếu mà có tín hiệu cảnh báo về chiều mua bán nhất là những cái cổ phiếu mà có tín hiệu bán để cho bạn có thể chú ý thì trong phiên uh, trong ngày hôm nay thì cũng có một vài những cái thông tin uh, cơ bản của thị trường ví dụ như ở đây là uh, có những cái thông tin là GDP uh, quý 2 tăng trưởng 4,14 phần thì uh, như vậy là cái mức tăng này thì công nghiệp đánh giá thì cũng gọi là hơi thấp thì bản thân là năm nay thì đang đặt những cái mục tiêu là tăng trưởng nó đâu đấy là khoảng tầm hơn 6 phần 6 75 mà hiện tại lửa năm vừa rồi mà tăng trưởng như này thì có vẻ là chưa biết là có đạt được mục tiêu hay không thì với những cái kết quả như vậy thì có thể khiến cho nhà đầu tư đang lo lắng với thị trường ở trong thời điểm hiện tại là nửa năm này chưa có được những cái tín hiệu tích cực thì đến cuối năm để có thể sẽ không hoàn thành được mục tiêu thì cái đầu tư này thì nó cũng là kỳ vọng nên là với những cái thông tin này thì có thể tác động trong ngắn hạn nhưng mà anh chị các bạn biết là sẽ còn những cái kỳ vọng ở giai đoạn sau này ở những cái quý tới cũng như là những cái năm tới nên là thị trường chứng khoán thì nó là kỳ vọng cho những cái tương lai và thời điểm này ra báo cáo thì có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn thôi còn về trung hạn thì công nhận thấy là có thể là vẫn là nuôi kỳ vọng ở trong những cái quý tiếp theo rồi ở đây là có một cái thông tin là với cổ phiếu Hòa Phát thì ở đây là bên bị bên kiểm toán nhấn mạnh là khoản dấu lỗ thì ở đây là với những cái khoản về báo cáo kết quả kinh doanh ấy, thì công nghiệp đánh giá là nó cũng vẫn là chỉ là những cái phản ánh kỹ thuật của những nhà với những cái bên kế toán của doanh nghiệp thì họ sẽ làm sao mà để mà giấu đi những cái xấu hoặc là thôi bày lên những cái tốt thì trên báo cáo thì có thể là họ cũng sẽ có rất nhiều những cái à, gọi là kỹ thuật để làm sao mà có được những kết quả kinh doanh à, tốt Thế nhưng mà sau đó thì dĩ nhiên là không thể giấu mãi được à, thời điểm này giấu thì thời điểm khác thì phải lòi ra thôi thì bản thân thì à, doanh nghiệp thì chúng ta cũng vẫn phải xác định rõ là à, thường là vẫn là làm sao mà báo cáo một cách làm sao và tốt nhất ví dụ như là trong những cái thời điểm thị trường xấu thì có thể là uh, cái khoản lời thì ít đi làm sao mà để mà khi nào mà tốt đẹp thì bắt đầu dồn lốc nào đó, đó để mà lợi nhuận nhiều ra thì khi đó để bắt đầu với có sự phô mô của thị trường để cho cổ phiếu tăng giá đến cái vùng đỉnh cao mới thì cái này công nhận đánh giá thì nó là cái cảm quan cá nhân chưa biết đúng hay không nhưng mà công nghiệp đánh giá là khi mà thị trường có tín hiệu xấu chung các doanh nghiệp sẽ giấu cái khoản lợi nhuận và báo lỗ ví dụ nhiều khi là báo lỗ thì lỗ nhiều lên tí để mà giai đoạn sau này khoản lời lúc nào mà thị trường tốt tích cực thì cũng uh, lời theo chung với thị trường nên là khi đó thì uh, cổ phiếu thì nó mới dễ là tăng giá và đạt đỉnh. Và khi mà xấu thì làm sao mà phơi bày cái xấu ra để để cho cổ phiếu tiếp tục giảm. Khi đó thì bắt đầu cổ phiếu nó mới tạo đáy được ở vùng giá thấp thì khi đó thì bắt đầu mới có thể là có những cái vùng giá thấp mà mua vào với cổ phiếu cũng như là có những cái vùng giá cao để mà chốt lời với cổ phiếu. Thì cái điều này thì công nhiệm thấy là nó cũng bình thường, nó cũng hiển nhiên thôi. Thế còn ở đây hôm nay thì có một vài những cái thông tin như là bên Liên minh châu Âu ở đây là uh, ban hành quy định là sửa đổi cái quy định để áp dụng uh, biện pháp uh, tự vệ đối với một số sản phẩm uh, thép. Thế là ở đây là cũng có cái thông tin như này. Hôm nay thì cổ phiếu Nam Kim thấy cũng giảm mạnh. Thế nhưng mà ở đây thì công nhiệm thấy là cũng uh, Uh, có một số những cái doanh nghiệp uh, các nước đã đang được uh, hưởng uh, lợi từ cái việc mở hạn ngạch như này bao gồm những cái quốc gia như trong đó thì cũng có việt nam thì cũng chưa biết là thông tin tốt hay xấu nhưng mà ở đây là uh, về những cái tín hiệu kỳ thì công nhận thấy cũng chưa có gì xấu cả, chưa có tín hiệu bán, Nên bao giờ có tín hiệu bán rồi tính sau, còn bây giờ thì vẫn còn đang uh, duy trì ở một trạng thái giá tích cực, mặc dù là hôm nay có giảm nhưng vẫn duy trì được trạng thái tích cực, nó phải giảm thêm nữa đây thì có những cái thông tin như là ca sĩ Khánh Phương thì ở đây là đang khẳng định là không mua chui cổ phiếu mà đang bận quá nên là có thể là hơi sơ suất thôi thế còn bản thân thì công nghiệp thấy là cứ liên quan đến những người nổi tiếng mà PR với doanh nghiệp thì công nghiệp sẽ tránh ra và công nghiệp không tham gia vào để mà bị những cái người nổi tiếng thu hút vào sau đó thì chúng cuối cùng thì đều chết cả thế nên là À, khi mà cổ phiếu mà có người nổi tiếng mà càng lên bật báo càng PR thì công nghiệp càng không mua vào thế còn bản thân thì các anh chị các bạn thì chưa biết như nào nhưng mà chúng ta chú ý là càng nổi tiếng càng PR thì rồi cuối cùng nó lại càng dễ sập nên là anh chị các bạn chú ý là nên tránh xa ra ví dụ như là giai đoạn trước có l 14 bốn hay là một số cổ phiếu ấy anh chị các bạn chú ý rồi chuyển sang view với những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay với chỉ số VN Index thì đang đóng cửa 1125.39 điểm, giảm 12,96 điểm và giảm 1,14% với số lượng mã tăng là 84, giảm là 361, còn lại là tham chiếu. Thanh khoản giao dịch là 17,35 nghìn tỷ với sàn OC. Hôm nay giảm điểm để khối ngoại mua dòng với sàn OC 173 tỷ. Còn với sàn HLX, chỉ số HLX đang đóng cửa 227.48 điểm, giảm 2,77 điểm giảm 1,2% với số lượng mã tăng là 51 giảm là 151 và còn lại là tham chiếu thanh khoản giao dịch 1,82 nghìn tỷ khối ngoại bán dòng với sàn HX 5,81 tỷ mới sản mắt upcom thì hiện tại chỉ số upcom index đang đóng cửa 85,64 điểm giảm 0,35 điểm giảm 0,41 41% với số lượng mã tăng là 136 giảm là 182 để còn lại là tham chiếu thanh khoản giao dịch là 706 tỷ mại bán dòng với sàn upcom là có hơn 400 triệu đó Thì như vậy là tổng cái mức giao dịch của thị trường hôm nay giảm điểm Thì giao dịch cả ba sàn thì ở đây là 17.35 thì cộng ở đây vào thì nó là khoảng 18. 18 đây thì cộng 2 nữa thì khoảng gần 20.000 tỷ. Thì cũng không bị áp lực bán quá lớn. Và hôm nay với thị trường áp lực bán như này thì công nhận thấy cũng bình thường, không có gì cả đáng lưu ý. Về thị trường thế giới thì ở đây là với chứng khoán Mỹ thì À, vẫn đang có chiều hướng là à, chỉ báo tương lai thì đang sắc xanh và với chứng khoán châu Á thì hôm nay để có chứng khoán Nhật Bản thì hiện tại xanh 0,12%, chứng khoán thượng Hải giảm 0,22%, chứng khoán Hồng Kông giảm 1,24%, chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,55%. Thế còn ở đây một số chỉ thị trường châu Âu thì cũng là à, có sắc xanh nhưng mà không phải là tăng mạnh. Còn về những cái nhóm cổ phiếu ở đây thì hôm nay à, thị trường à, giảm điểm và ảnh hưởng lớn từ những cái nhóm cổ phiếu như là nhóm cổ phiếu về chứng khoán này rồi bán lẻ ngành thép công nghệ thông tin hóa chất viễn thông bất động sản bảo hiểm du lịch giải trí rồi dầu khí y tế xây dựng một vật liệu xây dựng đầu tư chứng khoán phi chứng khoán ngân hàng điện nước xăng dầu khí đốt hàng cá nhân gia dụng thực phẩm đồ uống thì tất cả những cái nhóm cổ phiếu trụ đều giảm điểm Thế nên là hôm nay thì những cái nhóm cổ phiếu viên 30 đang ảnh hưởng rất lớn đến điểm số của thị trường ở trong cái chiều giảm khi mà nhóm VN30 ở đây đang giảm 15,83 điểm. Hôm nay nhóm cổ phiếu trụ kéo giảm với thị trường khá là nhiều và thị trường ở đây là đang có chiều hướng rung lắc mạnh. về sau rung lắc thì lại dễ có hồi. Thế khi có hồi lên thì chưa biết là có tiếp tục tăng điểm để vượt đỉnh hay không nhưng công nghiệp đánh giá này vẫn có xác suất là thiên hướng cao hơn là về thị trường là sẽ tiếp tục tăng điểm khi mà hiện tại với xu hướng của viên thì nó vẫn đang thể hiện là xu hướng hồi trung hạn vẫn còn có thể tiếp diễn hồi lên những cái vùng 1.200 điểm nên có rung lắc thì công nghiệp đánh giá là sau đó thì vẫn có thể tăng điểm tiếp diễn Thế còn ở chiều tăng hôm nay thì ảnh hưởng từ những cái nhóm cổ phiếu thì cũng không ảnh hưởng lớn này truyền thông hàng hóa dịch vụ công nghiệp ô tô phổ thông cũng xanh nhẹ thôi mặc dù cổ phiếu truyền thông tăng mạnh nhưng mà cũng chỉ đến từ vài cái cổ phiếu nhỏ nhỏ thôi ở đây là những cái cổ phiếu ở trong nhóm này thì cũng cũng không thấy tên tuổi nhiều nên là nó có tăng điểm thì cũng không ảnh hưởng lớn đến cái điểm số được cái chiều tăng khi còn hàng hóa dịch vụ công nghiệp ở đây thì nó thì cũng có là gex này rồi hhv tcd vos pan hh cũng ở đây là hàng hóa dịch vụ công nghiệp nhưng vẫn liên quan đến vận tải là nhiều hơn đấy nhé rồi về cung cầu hôm nay thì cái chiều bán xuống để chiếm áp đảo 13.792 tỷ sau đó để chiều mua lên khoảng một đấy tầm 1.899 tỷ giao dịch ở giá tham chiếu khoảng 1 150 tỷ như vậy là hôm nay thì cái chiều bán thì đang áp đảo và ở đây thì áp đảo thì chúng ta cũng xác định rõ là À, với tín hiệu hiện tại thì nó vẫn đang duy trì cái trên cái đường uh, MA10 thế còn vẫn nằm trên cái đường MA20 như vậy là uh, vẫn còn tích cực và vẫn đang nằm trên đường MA50 với chỉ số Venn đấy thì như vậy là nó vẫn đang giá nó vẫn đang nằm trên ba đường MA này thế như vậy nó chưa có tín hiệu thì xấu cả thế bây giờ nó xấu thì trước mắt thì hôm trước thì nó có tín hiệu sớm là khi cắt xuống đường uh, MA10 Thế nhưng mà sau đó nó lại hồi lên thì ở đây là với trường hợp xấu thì chắc phải chờ nó cắt xuống được MA 20 thôi vì hiện tại thì vẫn chưa nên là về tín hiệu thì vẫn còn chưa có gì xấu cả với những cái cổ phiếu trụ ảnh hưởng lớn đến điểm số thì ở đây là chiều tăng thì có Vietcombank này Vinamilk rồi mấy cái cổ phiếu nhỏ nhỏ này HAG rồi HNG, EIB, SVC, TDP, DTL và VCF này PNG thì ở chiều giảm ở đây ảnh hưởng từ những cổ phiếu như Hòa Phát, BID, VVBank, Techcombank, Masan, MBBank, Minhome rồi thế giới di động SSI, ACB. Thì đó là một vài những cái thông tin uh, giao dịch uh, cơ bản của thị trường ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì giờ chuyển sang view với những cái cổ phiếu mà có tín hiệu cảnh báo về cái chiều mua bán nhất là tín hiệu chiều bán. Thì ở đây công nghiệp sẽ lọc ra xem hôm nay robot của uh, công nghiệp và tìm ITP thì cảnh báo những cái bán cổ phiếu như nào à, khá nhiều cổ phiếu cảnh báo bán đây là khá nhiều ở đây là có APG BCM BSI BMI BVS Đạt Phương DTD DN1 DPR DG FCL FTS GX trong đó thì báo mua HAG HHP cảnh báo bán IGC này là DG là IG, MBS, MSB, máy sông hồng, Masan, Nam Long, OCB, VB Nam từ liêm, PAT, rồi Phú tài, PS, SHS, TAG rồi SMC, SSC, thép tiến lên này, rồi TVB, VGC, VX, VND, khá nhiều cổ phiếu ở đây át sang xem mà tín hiệu của nó như nào, chúng ta thì vẫn phải đánh giá là có tín hiệu bán thì phải xem xét xem có xấu hẳn hay không không xấu hẳn nhưng mà cẩn thận thì vẫn nên thoát một phần hai ra nó chắc để chúng ta có lượng tiền giai đoạn sau này chúng ta có tiền mà bắt trở lại tín hiệu theo xu hướng ở đây thì cũng chủ yếu là tín hiệu bán thôi rồi đầu tiên ở đây là với cổ phiếu APG APG hôm trước có tín hiệu mua ngắn nhưng mà gãy rồi đánh ngắn hạn thì nên thoát ra với APG trong cái phiên hồi ngày mai. Thường là thị trường ngày mai có thể giảm buổi sáng, hồi buổi chiều. Thì nếu mà có thoát thì chúng ta sẽ xem xét thoát buổi chiều. BCM thì hôm trước có tín hiệu để nó gãy rồi, gãy hỗ trợ rồi, nên thoát. BSI có tín hiệu này nên thoát, hạ bớt tỷ trọng. BMI có tín hiệu bán như này thì tín hiệu mua hôm trước nó fail rồi. Thì ở đây là với tín hiệu BMI thì công nghiệp đánh giá này vẫn còn cơ hội hồi tín hiệu bán như này nhưng mà vẫn còn cơ hội hồi thì trong những cái phiên hồi sắp tới thì cẩn thận thì sẽ thoát ra với cổ phiếu BVS tín hiệu bán khá mạnh hôm nay thành quả lớn nên thoát nên hạ bớt tỷ trọng đạt phương thì có bán nhưng mà có vẻ không nhiều vẫn duy trì được trung hạn nếu mà cẩn thận thì lên bán ra hạ bớt tỷ trọng với đạt phương để còn không thì công nghiệp thấy này vẫn gồng theo trên trung hạn thì gồng theo trên trung hạn thành ra cái biên cắt lỗ để nó hơi rộng Bây giờ cẩn trọng thì lên hạ bớt ở trong những cái phiên hồi uh, phiên hồi ngày mai cũng như là có thể là sang đầu tuần sau. DTD cũng có tín hiệu bán rồi, thanh khoản không lớn nhưng mà hôm trước thì có tín hiệu bán rất lớn. Nên là với tín hiệu này cũng nên hạ bớt tỷ trọng. DL1 DL1 cũng nên hạ bớt tỷ trọng. DPR, tài khoản bán hơi lớn này. Hồi lên cũng nên hạ tỷ trọng phiên hôm sau hoặc là thứ hai. DIG hôm nay bán rất là lớn thanh khoản giao dịch rất là nhiều như vậy là nên hạ tỷ trọng thoát ra thì ở đây nó tăng khá là nhiều rồi từ những cái vùng giá 12 chấm mấy mà lên đâu đấy 21 rồi từ tín hiệu này thì coi như ngắn hạn fail rồi ngắn hạn fail thì chúng ta phải kiểm soát trong cái tầm kiểm soát thôi thanh khoản lớn như này thì chúng ta phải chú ý mà bạn FCL cũng có tín hiệu bán rồi như vậy là với FCL cũng lên thoát bớt lên thoát bớt thôi chờ mua trở lại một phần hai sau hoặc là một phần hai còn lại đang nằm giữ mà giai đoạn sau này có xấu thì cũng vẫn thoát tiếp lúc đó thì có thể là cũng vẫn có lời cái phần một phần hai kia đây là cứ thoát trước một phần hai đi giá 15.6 FTS cũng nên thoát bớt gãy lèn rồi nên thoát bớt thôi hạ à, bớt tỷ trọng GEX hôm trước thì có view tín hiệu phân kỳ rồi thì đây là nó vẫn giảm theo tín hiệu phân kỳ hôm trước VX cũng vậy để nên là với tín hiệu này thì vẫn là thoát vẫn là thoát hạ tỷ trọng bớt chưa xấu về trung hạn đâu nhưng mà tín hiệu này thì vẫn lên thoát bớt này HAG có tín hiệu mua thanh khoản lớn rút chân như vậy cũng không đẹp cho lắm HHP thì cũng có tín hiệu bán thanh khoản này bằng phiên hôm trước ở đây trung hạn thì thấy vẫn chưa gãy giá 10 vẫn còn giữ được hôm trước để view mua gãy giá 10 mới xấu mình phải cắt lỗ EZC thì hôm nay nó chia cổ tức thì nên là công nghiệp cũng không xem xét kỹ được ở đây nó giảm 9,2 phần trăm hôm nay thì cũng có một số câu hỏi về mua cổ phiếu cho công nghiệp thấy tín hiệu ở đây trên biểu đồ nó đang giảm tạo gáp mà công nghiệp thấy chưa xem được nên là cần phải chờ thêm để xem xét cái giá điều chỉnh chứ ở đây nó tự dưng nó thuộc như này nhưng mà giá nó ở trên này lửng lơ nhưng mà xem xét về chiều mua nó không chuẩn điểm không phải chuẩn điểm mua nên là không mua được LIG hôm nay cảnh báo bán thanh quản thấp vẫn đang trong những cái vùng có tín hiệu về trung hạn thì ở đây là giảm điểm thì vẫn xem xét mua được vì trong biên độ mà mua trung hạn thì cái biên độ cắt lỗ thì nó ở mức thấp nên là giá hiện tại là giá 5 giảm về đây vẫn xem xét vào hàng được mà có vi phạm cắt lỗ thì chúng ta sẽ xử lý là khi mà nó mất đi cái giá là 4.6 thế đây là cái biên độ này trong cái vùng cho phép LIG cảnh báo bán với tín hiệu này lên thoát hạ bớt tỷ trọng MBS thoát bớt hạ tỷ trọng MSB 12.75 cũng chưa có gì xấu cả hôm trước view của giá mua ở giá 12.7 12.8 bây giờ nó chưa xấu mới mất đi giá 12.5 mới xấu vẫn còn giữ được Mai Sông Hồng có tín hiệu bán hôm trước view mua ở quanh cái vùng giá 35.5 giờ 35.4 trung hạn vẫn giữ được chưa xấu vẫn gồng được Masan hôm nay có tín hiệu cảnh báo bán ngắn thanh khoản thì cũng không nhiều vẫn duy trì được nền giá tạm thời chưa xấu phiên ngày mai hồi lên được thì vẫn đẹp thì hôm trước có view điểm cắt lỗ giá 75 hiện tại 75.4 rồi xem xét cuối phiên ngày mai nếu mà trường hợp là vẫn dưới giá 75 nó về giá 75 ấy, cuối phiên ấy, thì có thể là chúng ta thoát ra thì hôm trước mua là 77.7 bán 75 thì 2 giá 7 2 giá 7 thì so với cả giá 75 này lỗ 3% trong tuần kiểu trong cái kiểm soát được thì trong tầm kiểm soát thì chúng ta sẽ chờ đến cái phiên cuối phiên ngày mai nó mà rút chân lên thì vẫn làm giữ còn nó mà giảm xuống dưới thì sẽ bán hoặc là đến phiên thứ hai xử lý cũng chưa muộn Lam Long thì có tín hiệu bán hôm trước thì có vẻ là thanh khoản giao dịch hơi lớn này gặp vùng cả ở đây nó còn phải điều chỉnh giảm thêm nên hạn tỷ trọng với cổ phiếu Lam Long vì đoạn trước công nghiệp có view là nên tăng giá lên đến cái vùng trên này vùng 34 là bán thì ở đoạn vừa rồi nó cũng tăng vượt lên 34 35 vẫn là quanh những cái vùng giá kháng cự ở đoạn trước đã view target rồi Thế nên là ở đây là nó vẫn quay trở lại nó ra nên điểm mua hôm trước thì có nhưng mà chỉ đánh tiêu cộng không đẹp về quá trình nắm giữ tiếp OCB có tín hiệu bán ngắn tín hiệu này thì công nhận thấy là nền thoát bớt mà phần 2 vì thấy có mô hình v kép này có khi nó tăng đặt target rồi giờ nó quay trở lại nó điều chỉnh ở đây nên thoát bớt nếu mà đang nắm giữ LBB hôm nay giảm 5,2% thanh khoản bán bằng trung bình 20 phiên gãy nền do trung hạn trung hạn ở đây chưa gãy thì hôm trước là công nghiệp view mua ở quanh những cái vùng giá test lại này là vùng 15.4 thì hiện tại là 15.4 mà đánh theo trung hạn là nó phải gãy đi giá 14.2 thì mới bán ở đây thì vẫn xem xét một hai một vài phiên tới vẫn xem xét một vài phiên tới được chưa đến mức gọi là gãy quá mạnh thì ở đây nó còn xem xét dòng tiền lớn là vào rồi ở đây nó vẫn là trong cái vùng dùng lắc về trung hạn cho phép gãy 14.2 mới đáng đo mới vi phạm điểm cắt lỗ làm từ liêm còn nếu mà cẩn trọng là VB là hồi lên bên trên là hạ bước tỷ trọng cho nó chắc ví dụ như là hôm trước mùa khoảng lúc đấy là 15.4 mà giả sử như một vài phiên tới là hồi được giá lên giá 15 chẳng hạn cẩn thận thì hạ bớt tỷ trọng 1 phần 2 để tránh ảnh hưởng lớn vì bản thân là khi mà đã mua vào là phải có lời khi đó thì chúng ta mới có được những cái pha gồng còn đây là đang lỗ hạ bớt tỷ trọng giảm quy mô vốn để ảnh hưởng lớn đến tài khoản Nam Tử Liêm hiện tại là có tín hiệu bán vượt qua trung bình 20 phiên cũng tăng từ trên trung hạn tốt rồi thì là liên thoát liên thoát bớt PAT thì cũng có tín hiệu ở trong đoạn trước công việc view mùa giá 20 25 chấm mấy ấy. Thì ở đây nó cũng có một cái chen sóng tăng rồi, ngắn hạn thì coi như gãy rồi. Thì với tín hiệu này thì cũng chưa đến mức gãy nền nhưng mà nên hạ bớt tỷ trọng thì hay hơn. Phú Tài thì cũng có tín hiệu bán này thì lên hạ bớt tỷ trọng hôm nay thanh khoản bán lớn để tốt nhất là hạ tỷ trọng nó mới an toàn. Rồi đến PXS này. PXS thì thanh khoản bán không lớn nhưng mà nó tăng khá là nhiều từ nền giá bên dưới rồi nên ở đây vẫn view hạ tỷ trọng SHS thanh khoản bán khá lớn này những cái phiên hồi tới là hạ tỷ trọng thoát ra nó đạt target giai đoạn trước công diện view là target 13 14 rồi nên là giờ là lúc mà nó hồi lên thì vẫn là xem xét thoát ra với cổ phiếu TAR hôm nay thanh khoản bán hơi lớn này hôm trước để có view là quanh những cái vùng đoạn này là mua thì như vậy là mua xong thì đang lỗ đang lỗ thì với TAR này sẽ xem xét là trong những cái phiên tới nó không hồi lên được mà hoặc là hồi lên được như vậy chúng ta đang lỗ một chút sẽ giảm quy mô vốn, hạ bớt tỉ trọng ở những cái phiên hồi lên quay những cái vùng giá 16 hiện tại 15.7. Hạ bớt tỉ trọng. SMC có tín hiệu bán ngắn nên thoát bớt hạ bớt tỉ trọng. STC cũng nên hạ bớt tỉ trọng này. Thép tiền lên cũng hạ bớt tỉ trọng. TVB cũng lên hạ bớt PGC cũng lên hạ bớt này hôm trước có bán lớn rồi nên là lên hạ bớt VX này hồi lên cũng lên hạ bớt hôm trước là view hạ bớt trước rồi vì tín hiệu xác nhận phân kỳ ở cây này rồi nên là không bán thì nó cũng giảm thôi nên còn hôm nay là nó xác nhận rồi xác nhận thì những phiên tới hồi lên thì vẫn là bạn VLD VLD này thì cũng đang có tín hiệu này điều chỉnh ngắn hạn có thể trở lại cái vùng giá 17 Thế nên là hiện tại 18.8 có tín hiệu bán rồi, những viên sau hồi lên cũng nên hạ bớt với VLD. Rồi thì đó là view của công nghiệp về những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chỉ bạn đang nắm giữ những cổ phiếu đó thì cần chú ý để chúng ta có những cái phương án cho nó phù hợp. Chứ không nên là chủ quan quá rồi đến lúc là gặp những cái cổ phiếu đang nắm giữ full hàng, full margin rồi không hạ thì nguy hiểm. Ví dụ như là một số cổ phiếu hôm trước nó giảm cũng view bán chẳng hạn nhưng mà bây giờ nó trong những cái vùng có tín hiệu bán nó không bán thì nó lại giảm thêm ví dụ như là từ 9.8 và giờ lại 9.16 rồi thì coi như lại giảm gần chục phần trăm rồi giảm thêm nữa để cuối cùng là phải giảm chục phần trăm chẳng hạn mà không hạ thì nó cũng không không tốt ở trong quá trình đầu tư nên là tốt nhất là nên hạ quanh những cái vùng có điểm bán chuẩn thì khi đó thì nó phù hợp hơn rồi ở đây thì cũng có một số những cái cổ phiếu mà công nhiệm lọc ra để view vẫn đang trong những cái vùng giá mà xem xét những cái tín hiệu mua nó và len này đất xanh có giảm nhưng mà trung hạn thì nó vẫn đang điểm mua trung hạn nên là ở đây là công nghiệp vẫn lưu ý nhiều về cái điểm mua trung hạn xeo cũng vậy này rồi phát đạt khg rồi lgc nbb này đây là đang theo những cái tín hiệu về trung hạn thì các bạn tham gia chuẩn điểm mua về trung hạn thì vẫn còn đang view dc cũng đang chuẩn bị khởi đầu tín hiệu trung hạn tín hiệu mua mới test lại với những cái tín hiệu test lại để tham gia được rồi vgi hôm trước thì view mua ở dưới này ở trên này thì đang vẫn đang giảm điểm rung lắc nhưng mà chúng ta đang xem xét về cái điểm mua về trung hạn nó đang đẹp thì ở đây nó giảm thì cũng vẫn là trong cái chiều chú ý được sam lc bsr flx oi rồi ABV, việt nam airlines giảm nấp gáp rồi tín hiệu trung hạn giảm là mua vb bank msb đây là những cái cổ phiếu mà công nhiệm lưu ý để tham gia về cái chiều mua cụ thể như nào thì anh chị các bạn có thể comment ở trong zoom zalo cộng đồng của công nghiệp để link ở cái phần mô tả cũng như là phần comment anh chị các bạn chúng ta roi vào trong zoom hỏi ở trên đó là công nghiệp sẽ hỗ trợ trả lời hoặc là nhắn tin riêng công nghiệp cũng sẽ hỗ trợ trả lời đây là những cái cổ phiếu mà xem xét về cái chiều mua thì cụ thể chiều mua giá như nào cũng như là điểm cắt lỗ ra làm sao mục tiêu chốt lời như nào thì anh chị bạn có thể nhắn tin riêng hoặc là comment ở cái cái, cái bên zoom zalo cộng đồng công nghiệp để link ở bên dưới vgt này vlc mai sông hồng rồi ở đây ngay cả massage thì vẫn có cơ hội trong điểm này biên độ cắt lô khá ngắn rồi IDI này C mấy C mấy hôm trước tăng như này thì công nhận biết là nó dễ quay trở lại lớp gáp giảm điểm thì uh, mua sau thì ở đây giảm xuống đây là mua rồi 9.8 hôm nay nó giảm xuống hẳn 9.7 rồi phía sau hồi lên nó tiếp diễn sóng là đẹp rồi mua ở vùng giá hiện tại là phù hợp một số cổ phiếu khác như là thế giới di động này rồi thế giới số này HTL, CKG, LDG, DGH, CGE, SIP vẫn là những cái cổ phiếu quen thuộc thôi nhưng mà nó vẫn đang quay những cái vùng để kỳ vọng về trung hạn nó có gặp dùng lắc để chúng ta xem xét về cái mặt điểm mua nó chuẩn điểm rồi đó là view của công nghiệp về thị trường chung những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán cũng như là những cái cổ phiếu mà công nghiệp cho là tiềm năng có thể xem xét để mà mua vào khi mà nó đang chuẩn những cái điểm mua về trung hạn và nó đang trong những cái vùng điểm mua thì kiểm soát rủi ro nó dễ biên độ cắt lỗ là phù hợp và nếu mà trường hợp nó duy trì tiếp được xu hướng trung hạn thì sẽ được mục tiêu chốt lời uh, nhiều. Rồi giờ công nghiệp mà xin phép kết thúc cái video này rất là cảm ơn anh chị bạn đã quan tâm theo dõi anh chị uh, theo dõi trước khi rời khỏi theo dõi để nhớ ủng hộ công nghiệp một like hoặc là chưa đăng ký kênh thì, thì có thể đăng ký kênh để nhận những cái video chia sẻ từ công nghiệp anh em ở trong đội ngũ ITP anh chị nào mà nếu thấy phương pháp tư vấn đầu tư của công nghiệp phù hợp thì có thể liên hệ với công nghiệp mở tài khoản hoặc là chuyển ID để nhận được những cái hỗ trợ tư vấn thường xuyên và hỗ trợ về cái mặt tín hiệu từ robot và view những cái cổ phiếu mua bán làm sao mà tìm kiếm những cái cơ hội được những cái cổ phiếu mạnh nhất để phục vụ anh chị các bạn trong quá trình đầu tư Công mà xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những cái buổi livestream cũng như là trong những cái video tiếp theo.